Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn vừa có quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp độ 3 vùng cam lên cấp độ 4 vùng đỏ tại hai khu vực trên địa bàn phường Hòa Hải để ngăn chặn dịch lây lan. Cụ thể, hai khu vực nâng lên cấp độ 4, cụ thể là khu vực 1 có 45 hộ dân với 201 nhân khẩu, phạm vi giới hạn bởi đường Mai Đăng Chơn, đường Tây Sơn, đường Bình Giả và đường ấp Bắc. Khu vực 2 gồm 32 hộ dân với 119 nhân khẩu, được giới hạn bởi đường Văn Tân, đường Mai Đăng Chơn, đường Quán Khái Tám và đường Chu Lai. Thời gian nâng cấp độ dịch bắt đầu từ 14 giờ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 1. Các biện pháp hành chính áp dụng tại đây theo quy định tại quyết định 3779 của Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Từ cuối tháng 12 năm 2021 đến nay, phường Hòa Hải ghi nhận 236 ca mắc COVID-19. Trong đó, hai khu vực trên là điểm nóng, xuất phát từ chuỗi lây nhiễm chợ Non Nước và trong 10 ngày qua đã có 95 ca mắc cộng đồng.